Mã Hồng Quân tiếp tục là Mã Hồng Quân dứt điểm. Cú đá đầu tiên của U23 gặp Thái Lan, Mã Hồng Quân cũng được nghỉ ngơi và không phải vào sân một phút nào. Dấu hiệu đáng mừng đầu tiên đó là chúng ta đang thi đấu rất tự tin và chúng ta đang cờ phản công của U23 Việt Nam. Hồng Quân và Công Phượng, Công Phượng, Mã Hồng Quân đang di chuyển, Hồng Quân đối mặt không vào, rất đáng tiếc. Fiorentina đã có pha băng ra, nhưng các bạn hãy theo dõi lại pha đập nhả này giữa Mã Hồng Quân và Công Phượng. Mã Hồng Quân nhả quả bóng lại cho Công Phượng để hút các... cú mở bóng mạnh cho Mã Hồng Quân của Huy Toàn. Mã Hồng Quân, cú đá ngay không vào. Lần thứ hai Mã Hồng Quân không thể chiến thắng được Fiorentina. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng, dù khống chế chưa thực sự tốt của Mã Hồng Quân nhưng sự quyết đoán của cầu thủ này vẫn giúp cho anh vượt qua hậu vệ đội bạn. Rồi Huy Toàn rất cố gắng ở tình huống này, phán đoán rồi bứt tốc, thêm cú tạt bóng nữa và lần này vẫn là Mã Hồng Quân chưa có duyên ghi bàn. Pha băng cắt của Mã Hồng Quân là rất hay rồi, nhưng cái thiếu của tiền đạo áo số 17 vẫn là sự chính xác. Hồng Quân là một cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, tuy nhiên những pha xử lý của cầu thủ này thì lại rất thiếu đi sự. Đường chuyền tốt cho Ngọc Thắng, Hồng Quân dứt điểm không vào, rất đáng tiếc. Lại là một quả bóng mới đây là một cú đá tốt, nhưng phải nói là Kyo thủ môn của đội bạn đã chơi quá hay. Pha phối hợp gần như là hoàn hảo của U23 Việt Nam. Cú mở bóng ở bên phía cánh trái, tiếp tục là Công Phượng rất cố gắng, được truyền ngược trở lại hợp lý cho Mã Hồng Quân, đường truyền của Quế Ngọc Hải đánh đầu, rất đáng tiếc. Và một lần nữa lại là Mã Hồng Quân, đường truyền của Công Phượng, Huy Toàn, có rất đông những cầu thủ áo trắng ở phía trong. Đây là cơ hội cho chúng ta. Mã Hồng Quân vẫn chưa thể chiến thắng được thủ môn của đội bạn và không biết phải làm thế nào để... Có vẻ như sau khi có quá nhiều cơ hội và không ghi được bàn thắng thì lúc này Hồng Quân đang có vấn đề về mặt tâm lý.